Rồi vô. Hello, chào cả nhà yêu nha. Bữa nay đi ăn ha. Hey. Bữa nay đi ăn xương xương. Món này là món gì ta? Bánh tráng cuộn lòng đỏ. Qua đây đó. Hello, bánh cuốn. Đây thấy cưng quá. Nè, có anh Mio bán cái nhà yêu. Mì xích cuộn phô mai với lại bánh tráng cuộn đây, lòng đỏ. Xuất sắc cả nhà ơi, bây giờ xương xương nha, thử ăn thử nha. Đây mọi người ơi, vô dùng dùng thử vô uống nha. Cái lô hồ đăng thôi nha. Quậy đều lên, quậy đều. Trời ơi, ngon nha. Nước chấm ok không? Ngon. Hồi đó nó dậy mới ăn uống trời. Dạ yeah. Ngon. Bánh tráng mềm nha. Vừa ăn nó bánh tráng cuộn lòng đào gì nè cả nhà, ngon quá à. Ngon. Ủa anh ơi, cái màu đỏ này là cái gì? Bánh tráng tôm. Tới mì, tới mì. Món mì kìa. Cả nhà ăn sao? Thì ăn ăn kèm theo á. Món chứ đâu cần. Không cần thêm cái này á. Không mà để nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nó là ngon rồi. Để có ngon hay nó ngon nghe. Ngon rồi đó. Thật lòng nghe. Ủa ăn cái gì ngon, đủ hay ngon, không ngon, đủ nó không ngon à.